dưới kia chú ý vào để chúng ta đi nào. Tiến ơi, tôi sẽ tiếp nối cái ảnh như thế này. Các bạn, mọi người về đúng vị trí hàng của mình để ngồi tiếp vào đấy. Đi theo hàng về đúng vị trí hàng ơi. Nhanh chân lên nào. Ở lớp bên này luôn. Để cho đi. Đi lên lần lượt anh em. Sợ lẫn. Thank you.
Tôi nhờ các thầy cô giáo chủ nhiệm của các lớp chúng ta kiểm tra xem còn em học sinh nào mà chưa có quà không? Ở khu vực bỏ khối 9 đúng không? Em là chưa có thì chúng ta chờ một chút, bởi vì là chưa có, chờ túi về để các thầy cô đóng tiếp. Các thầy cô kiểm tra lại giúp tôi nào trong lớp của mình nhận quà, học sinh nào chưa nhận quà không? Quên là mất phần đi nhá. Dạ còn ăn cái gì nữa? Quay được không? Ê, mua ở đâu đấy? Mua ở chợ Đồng Xuân đấy. Trên Phú Vang có đấy. Phú Vang có ạ? Ừ.